là luật sư Vlog, và không biết các anh chị có nghe tôi nói rõ không ạ? Nếu mà các anh chị nghe tôi nói rõ thì cho tôi cái số 1 để tôi biết là mình đang nói chuyện với quý vị rõ ha. Tại vì hôm nay tôi thật sự tôi có một việc cho nên là tôi không có về nhà kịp. Thành thử ra tôi phải livestream ở trên xe, cũng mong quý vị là thông cảm. Bởi vì là đi công việc mà. Nếu mà quý vị nghe rõ thì cho tôi số 1 nha. Hôm nay tôi có một số công việc để muốn chia sẻ với quý vị mà ngắn gọn thôi, bởi vì điều kiện không cho phép là tôi nói chuyện dài với quý vị được. Thì hôm nay tôi điểm qua cho quý vị ba nội dung. Nội dung thứ nhất thì có liên quan đến vụ án của chị Nguyễn Phương Hằng. Xem coi nếu như mà trong trại giam hiện tại ai cũng biết hết là chị Hằng là đang thực hiện chấp hành án tại trại tạm giam ở tại trại giam ở ngoài Bình Dương. Nhưng mà đâu phải rằng là trong trại giam rồi chị Hằng lại mất quyền công dân của mình. Chị Hằng được đảm bảo quyền công dân theo quy định của pháp luật, và từ đó sẽ có những cái điều rất là khó khăn cho những cái người nào mà nói xấu chị Hằng ha. Thì trong trại giam chị Hằng vẫn có quyền làm đơn thư tố cáo tố giác gửi ra bên ngoài để tố cáo hành vi đó, và tôi sẽ phân tích cho quý vị sẽ rõ hơn, chứ không phải lợi dụng cái lúc mà chị Hằng đang chấp hành án thì mình có quyền nói bất cứ điều gì thì điều đó là không đúng. Mặc dù là người ta bị tạm giam, tạm giữ hoặc là chấp hành án nhưng mà quyền công dân của người ta vẫn còn, chứ không phải như một số anh chị nói rằng là đã bị tạm giam, đã bị tạm giữ, đã bị chấp hành án rồi, coi như là mất đi cái quyền công dân của họ, lúc đó cũng bị ai cũng có quyền chà đạp hết là không đúng. Đó là câu chuyện thứ nhất. Cho nên là cứ ở ngoài mà nói tầm bậy tầm bạ, nói mà không đúng rồi lúc đó là sẽ bị tố cáo tố giác từ trong trại tạm giam hoặc là từ trong trại giam. Câu chuyện thứ hai tôi muốn chia sẻ luôn với quý vị đó là về cái việc diễn biến mới cái vụ việc có một thanh niên lên làm việc với công an của huyện Long Thành, Đồng Nai, nhưng sau đó thì không biết như thế nào đó thì cái anh này đã bị tử vong. Thì hôm nay trên cái trang báo pháp luật có đăng một cái nội dung về việc diễn biến mới cái vụ thanh niên tử vong khi làm việc với công an huyện Long Thành. Thì cái người được đại diện cho gia đình để làm việc với công an đó chính là một luật sư đồng nghiệp của tôi, đó chính là luật sư Thơm, luật sư cũng khá nổi tiếng. Thì báo đăng là ngày 8 tháng 4, luật sư Nguyễn Anh Thơm thuộc đoàn luật sư thành phố Hà Nội, người được ủy quyền đại diện cho gia đình anh Vũ Minh Đức, 31 tuổi, tử vong sau khi làm việc với công an huyện Long Thành, làm việc với cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây thì tôi phân tích rõ thêm như thế này, tại sao luật sư Thơm vẫn là luật sư nhưng mà lại là người được đại diện ủy quyền của gia đình anh Vũ Minh Đức để làm việc với cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát tối cao mà không tham gia với vai trò tư cách là luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình. Bởi vì vụ việc này nó chưa có được là khởi tố vụ án và chưa có được khởi tố bị can, chỉ là trong giai đoạn xác minh điều tra làm rõ những bước ban đầu mà thôi. Nó là một cái quy trình để xác minh sự việc. Nếu có đủ dấu hiệu vi phạm pháp luật thì lúc đó người ta mới là khởi tố vụ án và khởi tố bị can. Cho nên vì vậy, ở đây cũng chỉ mới ở cái bước gọi là đi thu thập và xác minh thông tin, thì luật sư Thơm chưa tham gia được với tư cách là người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho gia đình. Cho nên luật sư Thơm chỉ là tham gia với vai trò là người được ủy quyền. Nếu như cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát tối cao mà tiến hành điều tra sự việc và thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì lúc đó người ta mới tiến hành đề nghị cơ quan công an là khởi tố vụ án và khởi tố bị can, thì lúc này luật sư Thơm mới được đủ điều kiện thực hiện cái quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp cho cái chỗ bị hại. Hay quý vị, bây giờ chỉ tham gia với vai trò là người đại diện theo ủy quyền của gia đình để làm việc với cơ quan điều tra mà thôi. Theo đó, luật sư Thơm là người bảo vệ quyền lợi cho gia đình anh Đức trong suốt quá trình giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. Bảo vệ nó có hai cái vai trò như tôi nói đó, nếu chưa khởi tố chỉ là đại diện theo ủy quyền để bảo vệ, còn nếu mà khởi tố rồi thì với vai trò là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Bước đầu tôi đã làm việc với cơ quan điều tra Viện Kiểm sát tối cao thành phố Hồ Chí Minh, Viện Kiểm sát tối cao, Tòa án tối cao có cơ quan đại diện ở thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên chúng ta không nhất thiết phải bay ra tới Hà Nội để tìm gặp cho cơ quan tối cao ha, cho dù là viện hay là cho dù là tòa án cũng vậy, họ có cơ quan đại diện của họ ở phía Nam,
cho nên là mình muốn tham gia giải quyết vụ việc nào đó ở cấp trung ương, ở cấp tối cao, là mình được phép lên cơ quan đại diện của họ, cơ quan đại diện ở phía Nam để làm việc, và họ sẽ tự chuyển hồ sơ trong nội bộ của tòa án tối cao hoặc là viện kiểm sát tối cao. Bước đầu, tôi đã làm việc với cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh và nộp đơn theo đúng quy trình thủ tục. Hiện cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng đã tiếp nhận hồ sơ từ công an huyện Long Thành để điều tra, luật sư Thơm cho biết thêm. Coi như là nộp hồ sơ hoàn tất rồi vậy ha. Trước đó, gia đình anh Đức nhận được thông báo của công an huyện Long Thành, nội dung là việc khiếu nại của gia đình anh Đức thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Vì vậy, công an huyện Long Thành đã chuyển tố giác kèm theo tài liệu có liên quan cho cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để giải quyết. Theo như là báo đưa tin, từ sáng ngày 22 tháng 3, anh Đức đến làm việc với đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội theo giấy triệu tập vì có liên quan đến một sự việc gây rối trật tự công cộng trên địa bàn. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, anh Đức được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Theo giấy báo của bệnh viện Chợ Rẫy, nguyên nhân anh Đức tử vong là do hôn mê sau ngưng hô hấp, là hôn mê sau khi mà ngưng hô hấp tuần hoàn, theo dõi tổn thương não ngưng tim, suy thận cấp, tổn thương thận cấp, suy gan cấp, tổn thương gan cấp, tổn thương phần mềm đùi phải trái. Chỗ này là thuật ngữ chuyên môn của cái người học ngành y, cho nên là tôi cũng không có dám là chia sẻ sâu về chuyên môn quý vị. Cái này là phải có cái người học về ngành y đó, người ta giải thích cho nó rõ hơn. Thôi vì ha, chúng ta có thể liên hệ bác sĩ tương lai ở Gò Vấp thì họ sẽ giải thích cho chúng ta hiểu được là thế nào là ngưng hô hấp tuần hoàn, rồi theo dõi tổn thương não sau ngưng tim, rồi suy thận cấp mở ngoặc tổn thương thận cấp, rồi suy gan cấp mở ngoặc tổn thương gan cấp, tổn thương phần mềm đùi phải. Đó, thuật ngữ toàn chuyên môn không, cho nên là bản thân tôi là luật sư thì tôi cũng không thể nào đủ cái khả năng mà hiểu từ ngữ chuyên môn, bởi vì đây là giấy của bệnh viện, mà giấy bệnh viện thì chỉ có bác sĩ đọc họ mới hiểu thôi. Và khi tham gia giải quyết vụ án nào thì tôi cũng phải tìm hiểu từ các vị bác sĩ là hành nghề pháp y hoặc là hành nghề về giám định thì họ mới giải thích cho tôi hiểu. Thì từ lúc đó tôi mới biết được cái suy gan thận, rồi suy thận cấp, rồi tổn thương gan cấp là gì, thì lúc đó tôi mới biết ha. Rồi từ đó tôi mới căn cứ vào pháp luật, tôi mới đi tranh tụng ở ngoài tòa. Chứ đây là từ ngữ chuyên môn của y khoa, chắc có lẽ là bác sĩ tương lai mà khi nào ra trường không biết. Ở Gò Vấp á, giỏi lắm, lên đó hỏi thì có thể là người ta sẽ giải thích rõ thêm ha. Liên quan đến vụ việc, công an tỉnh Đồng Nai đình chỉ công tác đối với đại quý Thái Thanh Thương, cán bộ điều tra, phó đội trưởng đội cảnh sát, phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và điều tra viên Lưu Quang Trung, cán bộ thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện Long Thành. Như vậy là có luật sư tham gia, cho nên tôi nghĩ rằng là sự việc này sẽ sớm được làm sáng tỏ để bảo vệ quyền lợi cho phía chỗ của gia đình cái anh này, cũng như là làm rõ về vấn đề của công an huyện Long Thành. Đó là câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai tôi muốn chia sẻ về cái vấn đề chị Hằng đang chấp hành án. Chị Hằng đang chấp hành án thì quý vị biết rõ rồi. Tôi có phân tích về một cái nội dung, đó chính là quy định tài khoản 1 điều 27 Luật thi hành án hình sự năm 2019, thì phạm nhân là người đã được chấp hành án ha. Khi khởi tố vụ án, người ta khởi tố một người nào đó để điều tra thì gọi là bị can. Và khi người đó có quyết định đưa vụ án ra xét xử của tòa án thì người đó sẽ trở thành là bị cáo. Và khi bản án đã có hiệu lực pháp luật thì người đó với tư cách là một cái phạm nhân hoặc là một cái bị án ha. Tùy theo giai đoạn tố tụng thì người ta sẽ có cái cách gọi và cách xưng hô là khác nhau. Thì tôi không biết làm sao mà ở ngoài phiên tòa, từ cái vai trò mà người liên quan, không, tự nghĩ mình là bị hại, tự nghĩ mình là bị hại, rồi mình đến tòa, mình là bị hại, mình là tố cáo, mình nghĩ mình là bị hại, rồi tòa xác định mình là người liên quan, mình không chịu, mình đi mình khiếu nại mình đi mình khiếu nại để mình trở thành là bị hại chứ không phải là người liên quan. Không biết khiếu nại kiểu gì, cuối cùng tòa cũng gọi bị cáo luôn. Nhiều khi tôi nói nó có những cái huông khó diễn tả.
có những cái chuyện mà nó gọi là cái tâm linh đó, nó khó diễn tả lắm. Tòa đã xác định là người liên quan rồi, không chịu đâu, đi khiếu nại cho bằng được. Tôi là bị hại chứ tôi không phải là người liên quan. Đó, khiếu nại cho giữ vô, tưởng đâu ông tòa ông sửa. Cuối cùng ông tòa ông gọi luôn bị cáo, tức quốc nữa. Vậy thôi, đừng có khiếu nại. Khiếu nại chi bị gọi, gọi nó là gọi nhầm. Nhưng mà nhiều khi cái huông lắm đó nha, gọi gọi thì gọi nhầm thiệt. Mà cái huông lắm, có những cái khó tả lắm. Đúng không quý vị? Gọi nhầm. Rồi, xong rồi á, thì tôi căn cứ vào cái khoản 1 điều 27 luật thi hành án hình sự năm 2019, tôi có chia sẻ với quý vị. Một trong các cái quyền của phạm nhân là bị án, là người ta được quyền bảo hộ về tính mạng. Quý vị thấy á, đôi khi trong cái trại giam đó, nó có những cái sự việc mà những cái vụ án mà chúng ta thấy là trong trại giam vẫn có những trường hợp những cái phạm nhân họ không kiềm chế được bản thân, đúng không? Rồi họ có những cái hành vi đánh những người chấp hành án chung với mình, thì họ vẫn bị xử lý nha quý vị. Và một trong những tình tiết tăng nặng đó chính là đang chấp hành án mà lại vi phạm thêm tội khác nữa. Đấy, đó là một trong những tình tiết tăng nặng đó. Cho nên á, một người bị là phạm nhân rồi, họ vẫn được nhà nước đảm bảo và bảo hộ về tính mạng, về sức khỏe, chứ không phải đơn giản là một người bị chấp hành án thì mình muốn làm gì họ cũng được, là không phải nha quý vị. Một người chấp hành án, bản thân họ cũng vẫn là một công dân, họ cũng vẫn được quyền đi làm căn cước công dân nếu như trường hợp đó là pháp luật có thay đổi, chuyển từ chứng minh nhân dân sang căn cước công dân, họ vẫn được quyền đó ha. Họ vẫn được quyền là tiếp xúc với người thân để mà xử lý tài sản bên ngoài xã hội của họ, và một số quyền khác nữa như tôi nói đó. Và một trong những quyền đó là quyền được đảm bảo về tính mạng, về sức khỏe, về tài sản, về nhân phẩm. Chứ không phải là người ta đã chấp hành án rồi là mình có quyền lên mạng xã hội rồi mình đi phỉ báng người ta là mua chuộc người này rồi mua chuộc người kia. Cái đó là sai đó. Cái đó mà chị Hằng mà lập vi bằng rồi nói với anh Dũng là nộp đơn tố giác tội phạm là vi phạm pháp luật đó, chứ không hề đơn giản đâu nha. Cái này là thật sự là như vậy. Chứ đừng có nghĩ rằng là chị Hằng đang chấp hành án rồi ở ngoài xã hội muốn nói gì là nói. Xin thưa rằng là không nha. Đấy. Chứ đừng có nghĩ rằng là người ta đã bị chấp hành án rồi là mình quyền có quyền nói tất cả. Xin thưa, cơ quan chức năng đã và đang và sẽ tiến hành xử lý những người nào mà đã có hành vi xúc phạm vu khống anh Dũng, chị Hằng, công ty cổ phần Đại Nam, nào là nợ vài chục ngàn tỷ, nào là dùng tiền che thân, rồi nào là nói tóm lại là có những cái tương tác với cơ quan điều tra, cơ quan chức năng này kia là vi phạm pháp luật đấy. Chứ không hề đơn giản như là thấy người ta là dậu đổ bìm lem, người ta chấp hành án rồi ở ngoài muốn nói gì là nói. Không phải vậy đâu nha. Bởi vì tại sao? Ngoài cái quyền được đảm bảo bảo hộ về tính mạng sức khỏe căn cứ khoản 1 điều 27 luật thi hành án hình sự, họ còn được là gặp nè, liên lạc với người thân nè, hoặc là đại diện cơ quan tổ chức hoặc cá nhân, hoặc là đối với phạm nhân nước ngoài đó, còn được là thăm gặp và tiếp xúc lãnh sự nữa. Tiếp xúc lãnh sự có nghĩa là cơ quan đại diện của nước ngoài ở Việt Nam được phép là đi gặp cái người ở nước ngoài mà vi phạm pháp luật ở Việt Nam ha. Cho nên là họ được gặp người thân của họ đấy, và họ được quyền là trao đổi với người thân của họ về những hành vi của ai đã và đang xúc phạm họ đó, đúng không? Chứ không phải là người ta chấp hành án rồi ở trong đây là muốn nói gì thì nói đâu. Và tôi hy vọng rằng là khi chị Hằng đang chấp hành án, chị Hằng biết được những sự việc ở ngoài xã hội, chị Hằng có quyền nhờ anh Dũng thực hiện các hành vi là lập vi bằng để thực hiện các lá đơn tố giác. Và khi chị Hằng đã quay trở về, ví dụ trong những trường hợp được đại xá, đặc xá và được là miễn giảm chấp hành án, thì chị Hằng sớm quay trở về để tiếp tục cái con đường là tố cáo, tố giác hành vi của những người đã từng là vu khống xúc phạm chị Hằng. Tôi hoàn toàn ủng hộ chuyện đó. Thưa quý vị, và theo tôi được biết á, thì trong thời gian qua là chị Hằng cũng có gửi rất là nhiều cái lá đơn có liên quan đến một số người, nhất là những người nói chị Hằng về nhiều việc lắm, nói chị Hằng là tôi xin phép không nhắc lại, bởi vì mình nhắc lại thì vô tình đó mình đã là cái người đi tiếp lời nói cho người đó nữa thì nó không hay lắm. Tôi nhắc lại những cái cơ bản thôi. Và bằng chứng đó chính là chỗ của Hằng Ni với ông Sĩ, là hai người đã bị xử lý trước.
và người thứ ba tôi tin chắc rằng là sẽ bị xử lý. Quý vị yên tâm chỗ đó, sẽ bị xử lý chứ không thể nào không xử lý được. Bởi vì tất cả những video clip đó hầu như là anh Quỳnh Huy Dũng và chị Hằng trước đây cũng đã đều lập vi bằng và nộp cho cơ quan chức năng hết rồi. Và thậm chí cái người viết lá đơn thay cho anh Dũng là ai, tôi cũng là người biết và đọc qua nữa. Tôi có niềm tin ở chỗ đó. Bởi vì tôi đọc qua được lá đơn mà. Đúng không? Tôi đọc qua được lá đơn đó. Và người phạm nhân trong trại giam đó được tự mình hoặc thông được đảm bảo về quyền khiếu nại, quyền tố cáo, tố giác nha. Một trong những quyền đó là quyền gì? Được đảm bảo quyền khiếu nại, quyền tố cáo và quyền tố giác tội phạm nữa cả. Theo quý vị, tôi chia sẻ với quý vị luôn, nếu như trong trường hợp người nhà, người thân của mình hoặc là người mình biết được ngoài xã hội mà họ đang phải chấp hành án hoặc họ đang bị tạm giam, nếu như trong trường hợp mình gặp được người thân của họ đó thì mình phải tư vấn cho người thân của họ. Trong trại giam, bị can, bị cáo được phép nhờ giám thị trại giam cho mượn cây viết, cho mượn tờ giấy để viết thư về nhà, để nhờ luật sư bào chữa cho mình. Hai quý vị ha, cái này là tôi chia sẻ với quý vị một cái thông tin về pháp luật. Trong trại tạm giam, nếu như người đó muốn nhờ luật sư bào chữa mà người ngoài, ở ngoài xã hội đó là người thân đó, không biết luật sư nào, thì người trong trại tạm giam có quyền là nhờ giám thị trại giam xin một cái viết, xin một cái tờ giấy để viết thư ra bên ngoài, gửi cho người nhà của mình là chính ông luật sư đó, chính văn phòng luật sư đó. Tôi đề nghị văn phòng luật sư đó cử người để bào chữa bảo vệ cho tôi. Luật sư khi nhận được lá đơn rồi, được quyền thực hiện thủ tục vào trại giam để thăm gặp bị can, bị cáo và thực hiện thủ tục để bào chữa cho bị can hoặc bị cáo. Ha. Cho nên ở chỗ này là tôi nhắc cho quý vị, không phải khi đã bị bắt tạm giam là coi như là mình bị cắt đứt quan hệ và cắt đứt liên lạc với bên ngoài, là không phải. Trong trại tạm giam, bị can, bị cáo có quyền mượn giấy viết để viết ra một cái lá đơn đề nghị luật sư tham gia bào chữa cho tôi và gửi về cho gia đình để gia đình liên hệ với luật sư đó để bào chữa cho mình nha. Đó là tôi chia sẻ thêm với quý vị đó. Rồi, câu chuyện thứ ba cuối tuần, tại hôm nay tôi đi công việc bên ngoài, tôi không muốn chia sẻ nhiều với quý vị được. Câu chuyện thứ ba là có người lại nói rằng ganh tị với bà Hằng là không cho bà Hằng đó ngồi nói chuyện với các cán bộ chiến sĩ công an trong cái giờ mà tòa án họ nghị án, nói rằng là một người phạm nhân không có quyền, rồi lại là xúm lại với các chiến sĩ công an nói về chuyện thê thái nhân tình, đúng không? Nói về tâm sự về chuyện là thê thái nhân tình thì phải á. Xin thưa quý vị, người ta nói không đúng. Tôi tận mắt tôi thấy được một cái clip, chính người đó đã được khoảng 20 công an vây quanh. Đấy nha, để quý vị coi đi, quý vị kiếm cái clip đi. Tôi nghe người ta nói là bà Hằng bả được 20 chiến sĩ cảnh sát là vây quanh để nghe bà Hằng nói về cái câu chuyện là thê thái nhân tình, đúng không? Nhưng mà không, tôi không thấy clip đó. Mà chính tôi là người thấy cái clip, cái người đó đứng lên xong rồi cái được 20 chiến sĩ vây quanh, rồi khoảng đâu đó là vài phút sau cái tâm sự mỏng chuyện gì đó, người đó ngồi xuống, rồi chiến sĩ công an họ mới là dạt ra kiếp sống nhân sinh. Đúng rồi đó. Tôi không thấy bà Hằng nói chuyện về kiếp sống nhân sinh với 20 chiến sĩ cảnh sát, tôi không thấy thiệt. Nhưng mà tôi thấy cái clip đó là cái người đó được 20 chiến sĩ, khoảng 20 chiến sĩ vây quanh, rồi người đó đứng lên rồi không biết trao đổi gì đó, chắc bàn về chuyện là kiếp sống nhân sinh hay sao đó. Rồi chiến sĩ cảnh sát không biết quay quanh lại rồi nói chuyện gì đó một hồi, rồi bắt đầu người đó mới ngồi xuống. Rồi thì ra là tôi thấy chính cái người đó là được 20 chiến sĩ quay quanh mà, đúng không? Mà tại sao lại là chị Hằng được quay quanh mà lại đi xăm soi, rồi đi là khiếu nại, rồi đi là ganh tị với người ta? Quý vị coi clip phải không? Được gần 20 chiến sĩ luôn, vây quanh luôn, đầy trên mạng luôn đó. Lúc đó chị Hằng mới ngồi kế bên, mới ngó qua mà. Vậy mà đi nói rằng là chị Hằng là được ngồi nói chuyện với 20 chiến sĩ về kiếp sống nhân sinh đâu. Chính mình đã được chiến sĩ 20 người vây quanh luôn để nói chuyện luôn, đúng không? Đấy, tôi nói rõ ràng, tôi nói có sai đâu. Một số anh chị ở đây là biết cái clip đó mà. Nè, anh chị Huy Hồng biết nè, đó. Đúng không?
Nè anh Cường Nguyễn thấy đúng không? Tôi nói là tôi nói đúng chứ tôi không có nói sai nha. Cái clip mà chị Hằng được 20 chiến sĩ công an vây quanh đó là tôi không thấy. Ha. Nhưng mà gọi là về pháp luật á, đang trong lúc mà tòa nghị án thì họ được quyền trao đổi miễn sao không có làm quấy rối trật tự tại cái phiên tòa là được. Đúng không? Họ không gây rối, họ không lớn tiếng, họ không ồn ào, nói chung là giữ trật tự được là ok. Không ai cấm chỗ đó hết á. Tôi đang chờ tòa nghị án mà. Ừ. Rồi đi ganh tị người ta, thấy người ta ngồi nói chuyện thì ganh tị người ta, thì mình cũng được các chiến sĩ công an là vây quanh luôn để nói chuyện về kiếp sống nhân sinh luôn, mà tôi không biết nói chuyện nhiều hay ít thôi. Thì nói chuyện với chị Hằng có lẽ là nói lâu về kiếp sống nhân sinh thì có lẽ là tức mình được nói chuyện chừng 3-4 phút thôi, rồi mình ngồi xuống, rồi mình đứng lên, rồi mình ngồi xuống, rồi xong rồi chiến sĩ công an họ lại là tản ra, họ không nói chuyện tiếp, sao nói chuyện ngắn. Có lẽ là họ đó, họ đang là ganh tị vì không được nói chuyện nhiều về kiếp sống nhân sinh. À, chứ người nào cũng được nói chuyện hết đó, nhưng mà có lẽ họ ganh tị vì không được nói nhiều đó, tôi nghĩ là vậy đúng không? Đây nè, anh Việt Dũng thấy nè, thấy clip đó rồi, 20 chiến sĩ bay quanh đó. Tôi nói là có sách và mách là có chứng, tôi có hình ảnh cái clip đó luôn. Mình cũng được, người ta cũng được, thì mắc mớ gì đi mình đi ganh tị với người ta đúng không? Cái nào mình có thì người ta cũng có, cái nào mình không có thì người ta không có, thế thôi chứ cái gì đâu mà đi ganh tị với người ta. Đúng quý vị. Trời đất ơi, mình cũng được bay quanh luôn. Mà không biết là chắc có lẽ là chỗ bà Hằng á, bà ngồi nói chuyện dễ chịu hơn. Còn mình được chiến sĩ vây quanh để mà nói chuyện á, thì mình lại đứng chứ mình không được ngồi. À, thì tôi hãy thấy là có nghĩa là ganh tị về chỗ đứng với ngồi thôi. Thì tôi nghĩ chỗ đó là đứng với ngồi thôi. Lúc đó bà Hằng bà ngó qua bà giật mình luôn mà. Đúng không? Chị Mạch Tiết Mạch, chị Bạch Tiết Mạch nói rất chính xác nè, tại không xin được chai nước nên không nói nhiều được, chính xác luôn. Tại xin nghĩ rằng mình được nói nhiều nhưng mà ông tổ không có cho nói nhiều. À, cái xin chai nước không cho tức. Đó, tức rồi bắt đầu là đâu có uống nước được đâu nói. Rồi bắt đầu là không đủ thời gian, không đủ sức khỏe để mình nói chuyện với các chiến sĩ về kiếp sống nhân sinh, đúng không? Đấy. À, anh chị Đào Đặng nói là trời nóng nực mà thấy trùm cái khăn là biết, đừng có nói chuyện cái khăn nữa, người ta không có thích. Đấy, hôm bữa tôi nói về chiếc khăn gió ấm thì người ta mới nói tôi á, là chiếc khăn là để là hóa trang. Trời đất ơi, chiếc khăn là để sử dụng chứ, chiếc khăn công dụng của nó là để mình sử dụng, để mình che chắn, để mình sử dụng, công năng của nó là quấn cổ thôi, chứ chiếc khăn gì để hóa trang. Không có chiếc khăn nào mà quá trang hết á. Chiếc khăn gió ấm để quàng vô cổ thôi, chứ không có chiếc khăn nào để quá trang hết á. Quá trang là để dành cho sân khấu, người ta mới là quá trang. Còn mình ra tòa mà quá trang kiểu gì, đúng không? Ra tòa là mình trang điểm, đúng không? Chứ ra tòa đâu có ai dùng từ quá trang hết á. Son phấn cũng là trang điểm thôi, còn quá trang là cái từ đó nó dùng cho là ngành điện ảnh sân khấu mới là quá trang. Chứ thật ra son phấn cũng dùng cái từ là trang điểm thôi, mục đích của son phấn dùng để là trang điểm, đúng không? Động từ là trang điểm, là một cái hành động. Còn quá trang là chỉ dành cho sân khấu điện ảnh thôi, lên tòa chứ không phải là ra sân khấu đâu mà dùng quá trang. À, chị Ngọc Bạch nói rằng em không có coi được cái clip đó, tiếc quá. Lên TikTok, lên TikTok là có hết. Ha, lên TikTok hay là lên những cái kênh YouTube mà có những cái video clip mà short ngắn á, lên đó có hết. Trời ơi, 20 anh chiến sĩ vây quanh luôn, vậy mà nói là
chị Hằng được bay quanh nói chuyện là kiếp sống nhân sinh mình không được, mình được sao không được, tại nó ít quá. Chị Hằng bả được người ta, bả nói người ta ngồi lắng nghe, còn mình nó mình nói sao mà bị bắt đứng nói chứ đâu được ngồi nói đâu. Có clip đó đó, giờ coi clip đó đi, vui lắm. Rồi khoan, còn nữa, tôi còn không tin nữa. Tôi thấy á, ha, là bắt đầu á, là đi tố luôn á, là các cái vị thẩm phán ha, cái này là cái sai lầm nha, đừng trách sao nước biển lại mặn nha. Bản án đã có hiệu lực pháp luật, nói gì thì nói, nhà nước đã chấp nhận bản án đó rồi, và những gì của bản án đó là nó là sự thật và nó là cái cơ sở pháp lý để nhà nước thực hiện. Cho nên mình mà nói không đúng về các thẩm phán đó, người ta đang giữ cái vai trò là cái người được đại diện công quyền để xử lý đó, rồi tự nhiên cái mình bị dính pháp luật, cái là tự nhiên là bị quan liền nha quý vị ha. Một trong những cái là bị quan là nhắc nhở trước đó, rồi lúc đó nói tại sao xui, người ta nhắc nhở hết rồi mà không có chịu nghe, rồi lúc đó đó bị xử lý là nói sao xui là đổ thừa ha. Mà tôi cũng mong chị Hằng bả về sớm. Cái nơi mà đầu tiên đó mà chị Hằng bả về đó là tôi hy vọng bả sẽ ghé Gò Vấp. Cái con đường á mà đi về Bình Dương á là đi ngang Gò Vấp. Cho nên á là chị Hằng á mà từ ở Bình Dương mà từ Bình Dương mà đi xuống thành phố á là cũng đi ngang Gò Vấp. Rồi từ thành phố mà đi lên Bình Dương là cũng đi ngang Gò Vấp. Cho nên tôi hy vọng rằng là cái nơi đầu tiên mà chị Hằng về đó là sẽ ghé Gò Vấp. Rồi lúc đó đó chị Hằng sẽ làm những bước tiếp theo. Tôi hy vọng điều đó sẽ xảy ra ha. Rồi tự nhiên tuyên bố là tiên chiến nữa. Tôi chưa bao giờ là đối thủ của người đó hết đó. Tôi chỉ phân tích pháp luật thôi. Tự người ta suy diễn tôi nói xấu thôi. Tôi chẳng nói xấu ai cả. Tôi phân tích những hành động đó dựa trên cơ sở pháp luật thôi, chứ tôi không có tiên kiến, không có tiếp nhận tiên kiến nữa. Tôi chỉ làm đúng những gì mà mình phân tích pháp luật thôi, chứ tôi không có tiên kiến với ai hết á. Tự cho mình đó là trung tâm vũ trụ, một mình là chống lại bao nhiêu YouTuber. Trời đất ơi, mình nói người ta được, người ta nói lại mình, cái bắt đầu mình nhảy đổng lên, cái đó là tầm bậy luôn, đúng không? Vậy nghe đi, phải không? Tự nhiên cái lý do người ta đưa ra đó là bởi vì nghệ sĩ, tôi xin phép nghệ sĩ Phi Nhung xíu, bởi vì bà Hằng nói xấu nghệ sĩ Phi Nhung cho nên tôi lên tiếng. Rồi thì bây giờ tại vì mình nói xấu bà Hằng cho nên người khác lên tiếng cũng được vậy, đúng không? Tôi nghĩ hợp lý không? Không, tôi phân tích khách quan thôi. Bởi vì người ta nói rằng đó, là vì bà Hằng nói xấu nghệ sĩ Phi Nhung là tôi mở ngoặc, tôi xin lỗi nghệ sĩ Phi Nhung trước. Bởi vì ở đây là tôi không có cố ý là tôi nhắc tên, nhưng mà tôi lấy cái tên ra để tôi lập luận thôi ha. Này tôi rất là rõ ràng nha. Bởi vì người ta nói rằng là bà Hằng có nói đến nghệ sĩ Phi Nhung, người ta lên tiếng nói về bà Hằng, đúng không? Thì bây giờ bởi vì mình lên tiếng nói về bà Hằng thì người ta mới lên tiếng nói về mình. Tôi thấy nó hợp lý mà. Mình đi nói người ta được, mà người ta nói là mình, cái mình nhảy động lên. Chơi kỳ vậy. Tôi nói hợp lý không? Tôi chỉ nói đúng pháp luật thôi, chứ tôi cũng chẳng nói cái gì nhiều sai trái hết á. Tôi phân tích thôi. Còn ai mà dính vô những cái vấn đề pháp lý mà tôi phân tích thì tự nhột, rồi tự ngồi suy luận lại đi. Chứ tôi cũng không phải là tôi nói xấu. Tôi nói đúng những gì tôi thấy thôi. Ha.
dù 3 tỷ 8 nữa. Dù 3 tỷ 8 mới mắc cười. Tôi là người ngồi ở phiên tòa nè, mà tôi nghe ông thẩm phán Bùi Việt Nam nói xong rồi tôi chấn động luôn. Quý vị không biết đâu, bây giờ quý vị ơi, chưa có rành đâu. Tôi kể cho nghe nè, tôi đang ngồi, cái ông thẩm phán ông nói, bởi vì á, là người liên quan á, là nộp đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại, tự nộp luôn, luật sư không có biết, luật sư không biết luôn. Cho nên đó là lý do vì sao ông thẩm phán ông nói đó, giải quyết vụ án này là giải quyết vụ án về hình sự, còn nếu mà muốn giải quyết về dân sự thì tách ra thành vụ án khác để khởi kiện. Bởi vì là không đưa từ đầu, đưa từ đầu phải có bằng chứng chứng minh cho cái yêu cầu bồi thường của mình nó hợp lý thì người ta mới tiến hành là xử lý. Còn bây giờ mình đợi đến lúc mà tòa đưa quyết định vụ án ra xét xử rồi mới nộp lên, ông luật sư còn bất ngờ nữa thì sao tòa xử. Cho nên là tòa quyết định là tách thành vụ án khác để xử lý riêng. Đó là tôi giải thích cho quý vị lý do vì sao mà có cái nội dung là tách thành vụ án riêng về bồi thường thiệt hại đó. À, thường quý vị thấy á, trong một vụ án hình sự người ta có hai phần, thứ nhất là về phần hình sự, thứ hai về phần dân sự bồi thường, đúng không? Mà tại sao trong vụ án này chỉ có bồi thường có một phần thôi? Bởi vì người ta nộp đơn mà 2 tỷ tư, tôi nhớ là 2 tỷ tư, rồi không, ban đầu á rút đơn, à, ban đầu nói nhiều chuyện quá nó không nhớ, ban đầu nó là rút đơn, xong rồi sau đó đó là nộp đơn, rồi xong rồi sau đó là 2 tỷ tư, rồi một hồi là 3 tỷ, rồi bây giờ lên phúc thẩm là 3 tỷ 8. Thiệt, tôi người là người tham gia vụ án mà tôi còn rối. Đừng có nói chi mà người khán giả mà xem tình tiết làm sao họ nắm hết được. Từ 2 tỷ tư lên 3 tỷ 8 luôn. Trời ơi ơi, mốt bài giáo đốc thẩm nhiều khi 7 tỷ 6 không chừng nữa. Sao chịu nổi. Quý vị thấy ghê không? Trời đất ơi, là tối ngày kêu tên tôi ra xin thưa là tôi không có liên quan và tôi cũng không nói xấu gì đâu á. Tôi không nói tốt và tôi cũng chẳng nói xấu nữa. Tôi không có nhận lời là tuyên chiến gì cả. Tôi chỉ đơn giản là tôi phân tích những gì tôi thấy và tôi thấy việc đó nó đúng hay là sai pháp luật, tôi nói mọi người nghe thôi. Ví dụ, cái chuyện mà người ta vẫn là lên mạng, rồi người ta viết đáp cộng đồng, rồi người ta đó là nói về chị Hằng anh Dũng là phiên tòa này phiên tòa kia, rồi anh Dũng với chị Hằng là người bỏ tiền ra để mua mua nước cho phiên tòa, rồi là có đội ngũ y tế chăm sóc riêng cho chị Hằng. Cái đó là nó sai đó, cái đó mà nói là bị lụm đó chứ không có giỡn đâu nha. Đó, chứ còn gì nữa, cái đó là nguồn kinh phí nhà nước họ sử dụng. Thử đi, bây giờ thử cái người đó đó mà tự nhiên cái gục ngã tại tòa đi, 4 cô y tá là cứu liền chứ không thể không cứu. Tôi thiệt, không lẽ mình ví dụ vậy nó kỳ, thử xỉu thử coi, cô y tá cứu liền luôn, đúng không? Chứ đâu phải riêng gì là bảo vệ chị Hằng không đâu, thử mình xỉu thử cái coi, cô y tá cứu liền chưa nữa, vụ ăn cơm nữa. Ăn cơm mà còn cầm cái iPad rồi quay đó, cũng kiếm chuyện với người ta mới quay lại chứ bộ tự nhiên YouTuber nó quay ha. Thử hỏng đi ra ngoài phiên tòa mà leo lên lầu 5 ăn cơm không đi, rồi YouTuber nào quay được, làm sao phát hiện chiếc khăn gió ấm. Quý vị thấy tôi đúng không? Nếu mà đi ăn cơm đi, lên lầu 5 ăn cơm đi thì ai phát hiện ra chiếc khăn gió ấm? Cũng đi ra ngoài đó, cũng muốn thể hiện đó. Rồi cũng muốn là quá trang, trùm chiếc khăn gió ấm lên ta mới quay. Chứ bình thường như người ta thì đi lầu 5 ăn cơm thì mắc mớ gì được quay. Tôi hợp lý không? Tôi muốn xuất hiện lắm. À, có chị kia nói hợp lý nè, ăn ở sao một chai nước 10.000 cũng không cho ở đó bạn cơm. À, cũng hợp lý. Ừ thì thôi, đi ra ngoài ăn cơm đi, người ta nói gì kệ người ta, đúng không?
như mình có chuyện mình cứ làm đi, người ta nói gì kệ người ta, rồi mình cứ đi ăn cơm đi, đừng có quay này kia thì làm gì có chuyện gì mà bùng nổ, cũng cũng do mình thôi. Có chị Hoàng Phan mới nói là mình hy vọng là cô Hằng sẽ nhờ luật sư lập phi bằng không. Tôi không có chức năng lập phi bằng. Thừa phát lại mới có chức năng, cái đó là anh Dũng làm được. Bây giờ á, những cái người khác đi nói xấu với tôi, nói xấu bao giờ đâu. Đúng không? Là tự ngồi suy diễn ra. Tôi nói Tê Lan bị bắt đơn giản là Trương Mỹ Lan, tại tên bả dài quá tôi viết không có được, tôi ghi là Tê Lan bị bắt, tự nhiên suy luận ra tên của mình. Ủa gì kỳ vậy? Rồi tự nhiên cái ngồi tự suy luận ra rồi nói rằng là tôi nói xấu, tự ngồi suy luận ra luôn, rồi tự nói là tôi nói xấu luôn. Tôi đang nói về vụ án của bà Trương Mỹ Lan, tôi để hình chị Hằng lên để là tôi so sánh là cũng là hai người giàu, hai người nổi tiếng. À, dính dáng đến là pháp luật thì tôi nghĩ là Tê Lan là Trương Mỹ Lan, bà Hằng bà ngó qua đúng không? Đó, tôi suy nghĩ là Tê Lan thôi, tự suy luận ra tên của mình rồi nói là tôi nói xấu, có tịch trục lịch. Tự ngồi suy luận rồi tự nói xấu tôi luôn chứ tôi có làm gì đâu. Đó, tôi thì tôi tình ngay Lý Giang dữ lắm, tôi đang nói vụ án bà Trương Mỹ Lan cũng lôi tên tôi ra cho bằng được, nhiều khi không muốn nói mà chịu không nổi. Mà tôi khoái nhất là ở chỗ ông thẩm phán ông gọi lộn, tôi khoái nhất chỗ thẩm phán gọi lộn. Cái chuyện đó, đó đôi khi tâm linh lắm, đừng có nói sớm rồi cái mai mốt á à, có thiệt á, nhiều chuyện nó tâm linh dữ lắm, không tin cũng không được đâu nha, không tin được đâu. Thiệt chứ tâm linh đó. Mà tôi nhớ mắc cười ông thẩm phán, ông quen rồi, ông quen ông gọi mốt thành thiệt luôn. Tôi thấy bình thường, tôi nói với chị nghe, rất là lâu rồi tôi không bao giờ nhắc tên của người đó, thiệt tôi rất là lâu rồi không nhắc tên người đó, rồi cái tự nhiên nhắc tên của tôi hoài, clip nào nhắc tên của tôi đó, tôi thiệt mấy năm nay rồi tôi không nhắc tên người đó, cái là tôi thiệt tình luôn á, tôi không nhắc tên luôn mà clip nào cũng nhắc tên tôi đó. Mình không muốn người ta nói tới mình thì mình đừng nói tên với người ta nữa, thì người ta không nói tới mình, cứ nhắc tên tôi hoài. Mà trong khi đó tôi đang nói chuyện, hồi xưa tôi nói vụ án Thiền Am cũng nhắc tên tôi nói vụ án bà Trương Mỹ Lan cũng nhắc tên của tôi, mà tôi không nói về tên của người ta rất là lâu rồi, mà tôi không có muốn là đối thủ hay là cái gì hết á, lâu tên tôi hoài luôn, chịu gì nổi đúng không? Còn những cái hàng người nào á mà nói mình á thì mình lên mình đáp trả làm sao đó tôi, thì đó cái đó tôi không trách. Nhiều vấn đề tôi ấm ức cái chỗ á là tôi không có nhắc tên của người ta là cũng là 2 năm nay rồi, là tôi không có nhắc tên gì luôn á, rồi tự nhiên á là ghim tôi rồi 2 năm nay clip nào cũng kêu tên tôi hết. Mà trong đó tôi nói về chuyện của Thiền Am cũng kêu tên của tôi nói bà Trương Mỹ Lan cũng kêu tên của tôi nữa, rồi tự suy diễn là Tê Lan là tên của mình luôn. Tôi đang nói là vụ án bà Trương Mỹ Lan đó, mà do chữ Trương Mỹ Lan nó dài quá tôi viết không có hết, thì bả họ Trương tôi ghi chữ T, thì bả tên Lan tôi ghi là tên Lan, là Tê Lan là Trương Mỹ Lan cũng tự suy luận cái tên của mình nữa. Không lẽ mai mốt có vụ án nào đó bà Trần Thị Lan cũng không cho tôi ghi đúng không?
Nhưng mà nói nào nói, tôi nên nghĩ vậy nè. Chị Hằng á, bà cũng cao thượng lắm. Nếu dùng người nào biết lỗi á, với bà đó, theo tôi thôi nha. Theo tôi thôi, tôi cũng tiếp xúc với chị Hằng rồi, bà cũng rất cao thượng. Nói chung là chuyện đã qua rồi thôi. Nếu như mình á, mà đến trước mặt mình xin lỗi chị Hằng một cái, bà bỏ qua hết. Tôi thiệt, nếu như mình biết lỗi, mình muốn là dừng với chị Hằng, mình đến trước mặt chị Hằng mình xin lỗi một cái, chị Hằng mà bỏ qua luôn. Tôi thiệt đó, mình mà muốn dừng, mình mà không muốn liên lụy, mình không muốn liên quan gì hết thì thôi, mình phải có tấm lòng trước đi rồi chị Hằng chị ấy bỏ qua thôi, chứ có gì đâu, đúng không? Mình đến là mình xin lỗi một cái bỏ qua thôi, chứ đâu có gì đâu mà khó khăn đâu. Thiệt, theo tôi đó, muốn mọi chuyện nó dừng lại đó, khi chị ấy về đó, hay là làm một cái clip mình xin lỗi, tôi nghĩ rằng trong trại giam chị ấy xem được YouTube đó. Đấy, tại vì người ta theo luật là có quyền là gì, xem tivi, báo chí mà, truyền hình mà. Mà xem truyền hình mà có kết nối internet, nó là có YouTube là bình thường, đúng không? Rồi xong rồi thì chị ấy nghe được cái clip của mình xin lỗi một cái rồi thôi xong. Tôi nghĩ là chị ấy sẽ mở lòng ra để mà chị ấy bỏ qua tất cả. Tôi nghĩ là giấy làm được đấy. Rồi thôi, tối nay tôi ngưng ở đây hữu vị ha, bởi vì là cũng tối rồi, tôi có việc, tôi không có live stream ở nhà được. Mong quý vị thông cảm. Thì tối nay tôi ngưng ở đây, để ngày mai chúng ta gặp nhau để chia sẻ tiếp những cái sự kiện pháp lý ha quý vị. Chúc quý vị có buổi tối thật là ngon giấc. Anh chị nào có nhu cầu nhờ tôi tư vấn pháp luật về di chúc nè, hôn nhân nè, đồ tài sản nè, tranh chấp đất đai nè, hoặc là có thể đang tham gia một vụ án nào đó, thì có thể liên hệ với tôi thông qua số điện thoại 0899508487. Số đó cũng là số Zalo luôn. Thì khi quý vị liên hệ thì một là gặp tôi, hai gặp luật sư Hiền bà xã tôi, sẽ là người tiếp chuyện với quý vị và đặt lịch cùng với quý vị. Tôi ở thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.